Chúng ta đã nói về dạng tổng quát của một phương trình bậc nhất trong các video trước. Và mục đích của video này là để làm rõ một số vấn đề cũng như phân biệt một vài quan điểm khác nhau có thể gặp phải trong các trường hợp về định nghĩa của một phương trình tổng quát. Trước tiên thì mọi người đều đồng ý rằng phương trình tổng quát thường sẽ là một phương trình bậc nhất. Trong đó ta có bao nhiêu đó lần x cộng với bao nhiêu đó lần y sẽ bằng một số nào đó. Vậy thì ví dụ của phương trình tổng quát sẽ bao gồm các phần tử như 3x cộng 4y bằng 10 hoặc là 2x cộng 5y sẽ bằng âm 10. Mọi người đều sẽ nhất trí rằng đây đều là các phương trình tổng quát và mọi người cũng đều sẽ đồng tình rằng các phương trình tiếp theo không phải là phương trình tổng quát. Nếu như mình viết 3x bằng trừ 4y cộng 10, mặc dù hai phương trình này tương đương nhau, chỉ là phương trình bên phải này không phải là dạng tổng quát thôi. Cũng giống như vậy, nếu như mình viết y bằng 3 nhân x cộng 7, đây cũng không phải là dạng tổng quát. Cái chỗ mà vài người không đồng ý với nhau là việc xem xét một phương trình như 6x cộng 8y bằng 20. Một số người cho rằng phương trình này không phải là phương trình tổng quát, nhưng tại sao nó lại nói như vậy? Bởi vì đối với họ, một phương trình tổng quát là phải có các hệ số đứng trước x và y và cả hằng số, có nghĩa là các số a, b và c không thể có nhân tử chung với nhau. Ở ví dụ này thì 6, 8 và cả 20 đều có thể chia hết cho 2. Nên một số người cho rằng đây chưa phải là phương trình tổng quát. Và để biến nó thành phương trình tổng quát đúng nghĩa, chúng ta phải chia tất cả cho 2. Và nếu như chúng ta làm vậy, ta sẽ có phương trình giống ở đây. Lợi ích của việc này là chúng ta sẽ chỉ có duy nhất một phương trình mà thôi. Nhưng trên Khan Academy, chúng ta không giới hạn theo cách này. Và thật ra thì đây cũng là một cách nghĩ khá phổ biến. Mình chỉ muốn bạn hiểu vấn đề theo cách này. AX cộng BY bằng C. Khi bạn làm các bài tập trên Khan Academy, chúng ta sẽ không chú trọng kiểm tra các hệ số A, B và C xem có chia hết hay có nhân tử chung hay không. Vậy nên là ở trên Khan Academy, phương trình này vẫn sẽ được xem là phương trình tổng quát. Mặc dù vậy, đừng ngạc nhiên nếu như bạn gặp phải ai đó và người đó nói rằng họ muốn bạn đơn giản các nhân tử chung ấy đi nhé. Bây giờ mình sẽ cho một ví dụ khác như là trừ 3x trừ 4y bằng trừ 10. Một số người cũng sẽ nói rằng đây không phải là phương trình tổng quát bởi vì họ muốn nhìn thấy hệ số đầu tiên ở đây nè, số A đó phải lớn hơn không, trong khi trong ví dụ này nó nhỏ hơn không. Đối với Kha Academy, chúng ta vẫn sẽ chấp nhận đây là phương trình tổng quát. Nhưng mà mình muốn đề cập để bạn biết bởi vì một vài người sẽ không đồng ý như vậy đâu vì hệ số đầu không lớn hơn không. Vậy bây giờ mình sẽ cho một ví dụ có thể làm mọi người phân vân, chẳng hạn như phương trình này. 1,25x cộng 5,5y bằng 10,5. Lý do một vài người không cho rằng phương trình này là phương trình tổng quát vì A, B và C không phải là số nguyên. Một vài người khác cho rằng định nghĩa của phương trình tổng quát A, B và C phải là số nguyên. Và chúng ta có thể nhân hai vế của phương trình này cho một giá trị nào đó để có được ba hệ số A, B và C là số nguyên. Nhưng đối với Kha Kanami, chúng ta xem đây là một phương trình tổng quát. Chúng ta nghĩ là việc này khá quan trọng không chỉ là việc cho phép các hệ số A, B và C không là số nguyên, mà còn là việc cho phép có một hệ số A âm, giống như vậy nè. Bởi vì âm 3 là hệ số A của chúng ta và cả việc cho có hệ số A, B và C có nhân tử chung. Chúng ta cho rằng chúng khá quan trọng bởi vì trong một số trường hợp phương trình có ý nghĩa riêng của nó. Nếu như chúng ta viết nó theo cách đó, chúng ta sẽ thấy điều đó khi làm một số bài tập đoán đố. Khi dùng vào cuộc sống thực tiễn và cả khi chúng ta thiết lập các phương trình và dựa trên các điều kiện đó trong phương trình đó, nó sẽ dễ hiểu hơn nếu như chúng ta cứ giữ nguyên phương trình như vậy. Vì thế nên đối với Khan Academy, tất cả những ví dụ này đều là phương trình tổng quát. Nhưng cũng tốt nếu chúng ta nhận thức được rằng trong quá trình toán học của mình sẽ có vài người muốn thấy các quy định được tuân theo như là không có nhân tử chung giữa A, B, C hoặc A phải lớn hơn không và cả A, B, C đều là số nguyên. Nhưng đối với Khan Academy thì không có những giới hạn đó.